Chào các em, SHUB Classroom là một phần mềm hỗ trợ cho việc dạy học trực tuyến giữa giáo viên và học sinh. Và giáo viên có thể tạo những cái lớp học trên SHUB Classroom và mời các học viên của mình vào. Và từ đó, các học viên sẽ nhận những cái bài tập cũng như là bài giảng mới từ giáo viên thông qua lớp học và có những phản hồi giữa giáo viên và học sinh. Vậy làm thế nào để học sinh có thể tham gia được lớp học trên SHUB Classroom của giáo viên? Vậy thì các bạn hãy chú ý xem kỹ các bước để tham gia một lớp học. Chúng ta có hai cách để tham gia vào lớp học trên SHUB Classroom. Cách thứ nhất, các bạn truy cập vào trang web shub.edu.vn. Sau đó các bạn nhấp vào đăng ký ngay để tạo cho mình một tài khoản. Các bạn chú ý ở bước này chúng ta sẽ chọn tôi là học sinh. Các bạn sẽ nhập thật chính xác họ vào tên của mình, tên trường. Số điện thoại và mật khẩu cá nhân. Tại màn hình trang chủ của SHUB Classroom, chúng ta sẽ nhấp vào lớp học. Ở đây, chúng ta sẽ có ô tìm lớp học. Các bạn sẽ nhấp vào và điền 5 chữ cái mã số lớp học mà mình muốn tham gia. Và chúng ta nhấp vào tìm lớp thì sẽ hiện ra lớp mà chúng ta cần tìm. Nếu đồng ý, chúng ta sẽ nhấp vào tham gia. Cách thứ hai, đối với các bạn đã có liên kết dẫn đến lớp học trên SHUB Classroom từ Viber hoặc là Zalo, chúng ta sẽ nhấp vào liên kết hoặc copy đường link. Sau khi copy đường link hoặc là nhấp vào liên kết, nó sẽ dẫn chúng ta đến trang chủ của giao diện lớp học. Thì tại đây các bạn sẽ kiểm tra xem đúng thông tin lớp học và giáo viên của mình hay chưa. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào tham gia. SHUB Classroom sẽ hỏi bạn là thành viên mới hoặc là đã có tài khoản. Nếu mà chúng ta đã đăng ký tài khoản trước đó thì chúng ta có thể nhấp vào đăng nhập. Nếu là thành viên mới, chúng ta sẽ nhấp vào đăng ký. Tại đây chúng ta sẽ chọn tôi là học sinh và các bạn sẽ nhập họ tên, trường học, số điện thoại, mật khẩu của mình để xác nhận tham gia lớp học. Như vậy là chúng ta có thể tham gia được lớp học của mình rồi. Ở đây tôi đã có tài khoản đăng nhập nên tôi sẽ nhấp vào đăng nhập. Các bạn nhập số điện thoại và mật khẩu mà mình đã đăng ký trước đó. Và các bạn nhấp vào tham gia. Như vậy là chúng ta đã tham gia được vào lớp học. Tại trang chủ của SHUB Classroom, chúng ta sẽ thấy lớp học mà chúng ta đã tham gia. Các bạn nhấp vào đây để xem tình hình lớp học. Tại đây, tại mục tổng quan sẽ có thông tin của giáo viên và sĩ số lớp, điểm trung bình cũng như các bài tập mà chúng ta đã làm. Ở thanh bên phải chúng ta sẽ thấy được các hoạt động gần đây. Ở đây sẽ hiển thị các thông tin mà giáo viên đã thêm thông báo, những học sinh đã tham gia lớp học cũng như là những tài liệu hoặc là bài tập mà giáo viên đã up lên. Ở mục thành viên chúng ta có thể xem được các bạn trong cùng lớp học của mình. Mục bài tập, chúng ta sẽ thấy được tất cả các bài tập cũng như là thời hạn làm bài tập mà giáo viên giao cho chúng ta. Trong mục kho tài liệu, các bạn sẽ thấy được các tài liệu mà giáo viên đã tải lên. Tại đây tôi đã tải lên một bài giảng e-learning, các bạn sẽ download về và giải nén để có thể xem được. Chúng ta nhấp vào. File đang tải xuống. Sau khi file tải xuống xong, các bạn sẽ mở thư mục lên và giải nén nó. Sau khi thư mục đã tải xong, các bạn nhấp vào show in folder hoặc là hiện trong thư mục. Các bạn nhấp vào. Tại đây chúng ta sẽ nhấp vào extract to file. Sau khi giải nén xong, chúng ta vào thư mục. Tại đây chúng ta sẽ thấy hai file, một file là data và một file là index. Thì các bạn nhấp vào file index để có thể xem được bài giảng learning của giáo viên mình. Chào mừng các em đã trở lại với tiết học của thầy. Ngày hôm nay chúng ta nếu không tìm thấy file index, các bạn có thể tìm trong các thư mục trong đó thì sẽ thấy file data và file index. Như vậy tôi vừa hướng dẫn các bạn download một cái tài liệu mà giáo viên đã up lên trên SHUB Classroom. Như vậy các bạn cần chú ý theo khóa biểu và vào lớp học của mình để xem được các tài liệu cũng như là bài tập được tải lên. Tại giao diện lớp học, khi giáo viên tải bài tập lên, các bạn sẽ có thể vào mục bài tập. Tại đây chúng ta sẽ thấy các bài tập mà giáo viên đã tải lên. Chúng ta sẽ thấy được là chúng ta đã làm hay hoặc là chưa làm. Các bạn nhấp vào bài mà mình chưa làm. Tại cột bên phải chúng ta sẽ thấy được hình thức làm bài, ngày bắt đầu và hạn chót để làm bài, thời gian làm bài. Và chúng ta nhấp vào làm bài để bắt đầu làm bài. Bài sẽ tự động nộp khi hết thời gian được quy định. Ở đây nếu chúng ta không thấy được đề bài, các bạn sẽ nhấn vào không thấy đề để cho trang web load lại. Chúng ta sẽ thấy thứ nhất, hôm nay là thứ mấy, thì chúng ta sẽ có 4 đáp án ABCD. Ở đây chúng ta sẽ nhập đáp án vào, ví dụ A. Và khi muốn làm câu thứ hai, chúng ta nhấp vào ô số 2 bên phiếu trả lời. Chúng ta sẽ chọn đáp án và sau đó chúng ta ấn nạp bài. Ở cột bên phải chúng ta sẽ thấy được kết quả sau khi làm. Ở đây chúng ta sẽ thấy được kết quả làm bài của mình. Ở cột đáp án đây là đáp án chính xác, còn cột bạn chọn là đáp án của các bạn đã làm. Chúng ta cũng sẽ thấy được điểm sau khi làm bài. Đối với dạng bài tự luận, khi nhấp vào chúng ta sẽ thấy hình thức của nó là tự luận, thời gian bắt đầu cũng như là hạn chót để làm bài, thời gian làm bài. Chúng ta cũng sẽ nhấp vào làm bài. Tại đây chúng ta sẽ thấy ở màn hình bên trái là các câu hỏi tự luận, bên phải là cột thời gian đang chạy. Chúng ta sẽ thực hiện bài giải trên giấy đôi hoặc là trên máy tính, sau đó chúng ta chụp ảnh màn hình hoặc là chụp ảnh bài đã làm và chúng ta nhấp vào tải ảnh lên. Sau khi đã load được hình ảnh bài làm của chúng ta thì các bạn nhấp vào nạp bài. Ở đây chúng ta có thể thấy được là điểm là chưa chấm, bởi vì những bài tự luận thì giáo viên sẽ chấm trực tiếp dựa trên hình ảnh các bạn đã gửi qua.
ở một lời giải. Tùy theo giáo viên có tải lên file đáp án hay không thì chúng ta có thể nhấp vào đây để xem lời giải. Các bạn có thể tự so sánh đáp án với kết quả bài làm của mình để xem thử mình đã làm đúng hay chưa. Việc còn lại là chúng ta sẽ đợi giáo viên chấm bài. Đối với bài đã nộp, chúng ta sẽ thấy được trạng thái đang chờ chấm. Còn đối với bài đã được giáo viên chấm, chúng ta sẽ thấy điểm ở đây. Và chỉ khi nào giáo viên đã chấm rồi, chúng ta mới được phép làm lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Như vậy, tôi vừa hướng dẫn các bạn cách tham gia một lớp học trên SF Classroom, cũng như là cách để tải bài giảng e-learning từ kho tài liệu của giáo viên, và cách để mà các bạn thực hiện một bài tập trắc nghiệm hoặc là bài tập tự luận. SF Classroom còn có một phiên bản trên điện thoại di động. Các bạn có thể vào cửa hàng CH Play hoặc là App Store để tải nó về. Tuy nhiên trên phiên bản điện thoại di động thì các bạn chỉ có thể xem bài, nộp bài cũng như là làm bài tập. Còn xem bài giảng e-learning thì các bạn chỉ có thể sử dụng trên máy tính. Chúc các bạn học thành công trên SF Classroom.